Vâng, hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bẩm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay em về rất là nhiều những cái thân quạt. Đấy, xài chân pin phổ thông. Anh em mà các bác có những cái cục pin chân phổ thông rồi, anh em dùng cái quạt này, trời thời tiết thì khá là nóng bức như thế này, rồi rất là tiện lợi luôn. Thường thường anh em thì rất là nhiều máy móc này, chắc chắn là những chân pin phổ thông rất là dư luôn. Chân pin Makita, các bác có chân pin Dekton M21 này. Rồi, lên cho em những thân máy như thế này. Ngày hôm nay sale sập sàn, xỉ lẻ số lượng rất là lớn cho anh em luôn nhá. Rồi. Cái này thì anh em những cục pin các bác cũng gọi là dùng những cục pin 15 cell hoặc là 10 cell đều là vô tư luôn. Chân pin là chân pin 4 phân anh em nhá. Những cái cục 15 cell chẳng hạn như anh em nào đã mua bên em rồi phải dùng là khoảng hơn chục tiếng thôi nhá, hơn chục tiếng luôn á. Đây thì em sẽ gắn thử vào cái cục pin thường để cho anh em nhà mình xem luôn này. Rất là khỏe luôn. Rất là khỏe và rất là mát luôn anh em nhớ. Đường kính của cái cánh quạt này, đường kính của cánh quạt là 19 đến 20 cm. Còn đường kính của cái lồng ngoài quạt này, rồi, là 22 đến 23 cm. Ngày hôm nay về số lượng rất là lớn nên là em sẽ sale giá rẻ sập sàn cho anh em nhà mình luôn này. Ngoài ra thì em có rất là nhiều những cái thân máy khác anh em nhớ. Thân quạt, thân đèn các kiểu này. Đây, phục vụ anh em giá rẻ sập sàn luôn cho các bác gọi là khách xỉ, khách lẻ, khách buôn, cái số lượng lớn hoặc đấy tùy số lượng anh em, nếu khách lẻ giá rẻ tới tay anh em nhà mình luôn các bác nhá. Đầu tiên lên cho em cái thân quạt như thế này. Thân này em bán rất là nhiều rồi, miền Bắc, miền Nam. Miền Nam thì nói chung thời tiết nó cũng khá là nóng rồi, miền Bắc thì mùa này gọi mùa gọi là quá là nóng nức, nóng nực luôn các bác nhá. Nóng bức dã man. Lên cho em những thân quạt như thế này. Đường kính của quạt, đường kính của cánh quạt của nó là 20 cm anh em nhá. Rất là khỏe luôn. Các bác ở nhà có những cục pin mà 10 cell hoặc 15 cell chân phổ thông em có thể xài sử dụng này. Ngày hôm nay thì vẫn áp dụng chương trình trong tháng 8. Các bác mua một thân máy bất kỳ cộng một quả pin bất kỳ thì bên em sẽ tặng cho anh em cái sạc anh em nhá. Rồi, tặng sạc anh em về gọi là xài, các bác xài pin 10 cell, 15 cell đều được cho em. Cục sạc này có trong cái sạc kim chuyên dụng 15 cell đó. Rồi. Đó. Thân máy thì ngày hôm nay em cũng sale sập sàn luôn rồi. Trong tháng 8 này chương trình sale rất là lớn đối với tất cả khách hàng bên em luôn. Và hàng bên em bán thì em đã chọn lọc rất là kỹ. Thực sự là em chất lọc rất là kỹ luôn. Từ hàng chất lượng đến hàng rẻ em cũng chất lọc rất là kỹ rồi. Nên anh em yên tâm sử dụng về chất lượng cũng như là giá thành bên em luôn nhá. Các bác quan tâm thì có thể đăng ký kênh hoặc ấn chuông để cập nhật những video mới nhất ạ. Đây lên cho em những cái thân quạt như thế này. Đường kính của cánh quạt nó là 20 cm, còn đường kính cái lồng ngoài là 22-23 cm anh em nhé. Anh em gắn vào cục pin chân pin phổ thông cho em, chân pin như thế này anh em nhé. Cục pin này là cục pin 6A bên em. Các bác dùng với cái cục pin này các bác dùng gọi là hơn 10 tiếng luôn, mười mấy tiếng luôn á. Em đã test thử rồi mà. Rồi. Rất là mát luôn, anh em đi công trình công trường làm đồng làm đêm, các bác gọi là làm chỗ mà không có dòng dây điện vào này. Rồi thì anh em có thể lên cho em những cái thân quạt như thế này. Thường thường các bác mua, các bác sử dụng máy móc anh em dư cái pin khá là nhiều thì cứ lên thân quạt cho em. Tiện lợi và đa di năng anh em nhớ. Thân quạt như thế này xài cho pin phổ thông, giá là 300.000, em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Ngoài ra thì các bác có anh em làm đồng làm đêm hoặc là làm công việc của là thiếu ánh sáng, em có thể lên cho em những cái thân đèn led. Thân đèn led xài chân pin phổ thông 16 bóng led siêu sáng luôn anh em nhé. 16 bóng led siêu sáng luôn các bác nhé. Ôi, một cái bóng led như thế này. Đây, các bác gập lên gập xuống này, đang để chốt rất là chắc luôn này. Đấy, anh em nhé, em đang live ban ngày này. Rồi, các bác soi. Rồi, rất là sáng luôn. Cực kỳ sáng anh em ơi. Rất là sáng anh em nhớ, đang ở ngoài trời mà rất là sáng luôn. Bao cho anh em làm đồng, làm đêm, làm công trình, công trường luôn. Cái đèn led như thế này, thân đèn giá là 220.000. Em miễn phí ship cho anh em. Đặc biệt này, anh em nào mua combo
thân đèn này cộng thân quạt thì em sẽ tính cho các bác 520, em tính bác là 480.000. Đấy, một thân quạt, thân quạt hoặc thân đèn thì tính 480.000 cho anh em nhà mình luôn. Rất là rẻ luôn anh em nhớ. Anh em mua một thân đèn hoặc một pin bất kỳ tặng cục sạc, mua một thân quạt một pin bất kỳ tặng cục sạc. Ngoài ra này thì em có những cái thân máy châm pin phổ thông. Thân máy châm pin phổ thông tháng 8 này sale rẻ sập sàn luôn anh em ơi. Trời ơi, giá thì rẻ mà còn miễn phí vận chuyển toàn quốc và là có rất là nhiều chương trình ưu đãi rồi. Anh em tầm này anh em không mua thì mua gì? Mua. Và mua tầm nào bây giờ rồi? Lên cho em những thân máy. Thân máy bu lông Hitachi, bu lông đầu rỗng, vừa xít ốc vừa vít tôn luôn cho em. Lực là 330 N, có đèn LED, có đảo chiều và cò đều tốc đầy đủ luôn anh em ơi. Đây. Tốc chậm này, tốc nhanh này. Đấy. Rất là khỏe luôn, 330 N nhá. Bu lông đầu rỗng vừa xít ốc vừa vắn vít bắn tôn luôn. Anh em ở nhà có những cục pin chân phổ thông rồi thì anh em có thể lên cho em thân máy. Còn nếu mà chưa có pin thì em cũng bán nguyên bộ cho anh em luôn. Cái này thì thân máy giờ tới tay các bác là 380.000. Là em miễn phí vận chuyển. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. Tiếp lên cho em những con thân 13 ly. Đợt này về rất là nhiều nên em sẽ dành gọi là giảm giá sale sập sàn cho anh em mình luôn nhá. Thân máy này giá là 650.000. Thì trong tháng 8 này, trong tháng 8 thì em sell xuống sập sàn cho anh em còn 600.000. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Thân khoan đầu kẹp 13 ly 3 chức năng. Con này thì các bác gọi là đầu 13 ly đầu sắt cho em nhé. Có 20 cấp trượt 3 chức năng này. Dùng để khoan sắt khoan gỗ này, bắn vít bắn tôn này, khoan sắt khoan gỗ hoặc là búa để hỗ trợ anh em khoan tường khoan bê tông này. Hai cái tốc độ nhanh chậm anh em điều chỉnh trên thân máy cho em nhé. Đấy, thích xanh thì lựa chọn Makita mà các bác thích và anh em lựa chọn nếu hát. Còn nó giống nhau anh em nhé. Giống nhau quá nhá. Giống nhau 100% luôn. Hàng động cơ không chổi than. Giá sale 600.000. Một thân đầu kẹp 13 ly. Bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc nhá. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng cho em. Chương trình trong tháng 8 dương lịch các bác nhá. Thực sự ra thì nói chung là dân Việt Nam mà các bác gọi là cứ thấy gọi là bình thường bán 650 sẽ kiểu gì trả giá là 600. Bán 600 là kiểu gì trả giá xuống. Nhưng hiện tại là em giá sale sập sàn rồi. Đấy. Báo giá chuẩn cho anh em rồi. Khẳng định luôn giá rất là rẻ luôn rồi anh em nhá. Các bác không phải lăn tăn đâu. Thực sự luôn ấy. Rồi lên tiếp cho em này. Lên tiếp cho em là những cái nhá. Cưa gập hay còn gọi là cưa xếp này. Trong Nam hay gọi là cưa xếp. Em ngoài Bắc thì em gọi là cưa gập. Đấy. Cưa gập cho em có chốt giữ an toàn khi anh em sử dụng này. Rất là ngon luôn nhá. Rất là bén luôn các bác nhá. Rất là bén luôn. Giá cho các bác là 80.000 cho em nhé. 80k cho em. 80.000 cho em các bác nhé. Rất là ngon này. Tiếp lên cho em là những cái bộ máy khoan. Bộ máy khoan đầu kẹp 10 ly. Hàng các bác dùng gia đình này. Hoặc anh em dùng vận vít. Các bác gọi là làm gỗ công nghiệp. Hoặc anh em làm đồ điện tử. Anh em lên cho em nhé. Một bộ đều là một thân máy này. Hai pin 5 cell. Một sạc và một hộp đựng như thế này. Con này thì có hai cấp tốc độ nhanh chậm này. Có 25 cấp trượt 3 chức năng cho anh em nhớ. Khoan đầu kẹp 10 ly 3 chức năng. Giá thanh lý cho anh em luôn 550.000. Anh em đã sở hữu cái bộ đầu kẹp 10 ly 3 chức năng này rồi. Có đầy đủ luôn cho anh em. Một thân máy này. Hai pin 5 cell 72V hoặc 36V đó đều như vậy nhá. Một sạc và một hộp đựng. Đặc biệt là con này là có tặng anh em luôn một cái gức nước gài pin nhá. Nước gài nhá. Và có bộ phụ kiện là 21 chi tiết này. Anh em thích gọi anh em thích Bose thì lựa chọn Bose này, thích Makita lựa chọn Makita hoặc DeWalt lựa chọn DeWalt cho em. Ba cái này nó chỉ khác nhau được cái màu thôi, còn giống nhau chất lượng 100% giống nhau luôn. Và giá này giá sale giá cực kỳ là rẻ luôn rồi anh em nhớ. Anh em có nhu cầu thì các bác gọi là có thể chuyển luôn. Có nhu cầu có thể chuyển luôn. Có hơn 500.000 có một con máy về anh em sử dụng luôn. Đấy, tiếp cho em là cái bơm xe này. Bơm xe cho em anh em nhé. Bơm xe này. Bơm 2 piston cho các bác này. Bơm 2 piston cho anh em luôn. Ủa. Bơm 2 piston. Con này thì bơm tối đa lên đến là 150 psi.
13, 13 có nghĩa là 10 ký anh em nhé, bơm 2 lòng hay bơm 2 piston. Con này thì dùng cho các bác mà bơm bóng, bơm lèo, bơm xe đạp, xe máy hoặc ô tô 4 chỗ đều vô tư cho em. Giá sale 230.000 là em bao phí vận chuyển. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em nhé, hàng có HD các bác nhé. Tiếp lên cho em là những cái cục pin này, cục pin 15 cell trong tháng 8 giảm giá 50.000 một cục luôn. Bình thường pin 15 cell 5A thì là 450, 15 cell 6A là 500. Ngày hôm nay giảm giá sập sàn. 15 cell 5A là 400.000 và 15 cell 6A là 450.000. Em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác luôn nhá. Pin là pin Navara, pin 21V, cục pin chân pin phổ thông. Em có hỗ trợ hàn diốt miễn phí cho anh em sử dụng máy nhật máy bãi này. Đặc biệt này, cái này thì các bác gọi là phục vụ anh em, gọi là các bác dùng máy cắt, máy mài, máy khoan bê tông, máy thổi hút thổi bụi, vô tại không cắt bạch luôn cho em nhé. Con này thì sử dụng chân pin là chân pin phổ thông. Cục pin 1000, cục pin 5A thì một cell pin của nó sẽ là 1600 mAh. Còn pin 6A thì một cell pin sẽ là 2000 mAh. Cục 15 cell thế này, 5A là 400, 6A là 450, miễn phí ship luôn nhá. Đã giảm giá rồi còn có chương trình quà tặng nữa. Yên tâm anh em, với giá rẻ sập sàn luôn. Đấy, rất là ngon đây. Tiếp lên cho em là những cái tiếp lên cho em ở đây, máy mài. Máy mài hàng công nghệ Nhật mà giá thì quá là bèo bọt luôn anh em nhá. Con này thì rô ruột của máy em đã bổ ra cho anh em nhà mình xem thử rồi. Đã có video em bổ máy cho anh em xem rồi. Máy thì cực kỳ là ngon, xô rồi thì cuốn đồng 100% và cuốn rất là kỹ luôn. Các bác thường thường là anh em dùng gia đình hay các bác làm công trình đều rất là thích những công tắc cò bó, bởi vì nó an toàn khi anh em sử dụng các bác nhé. Nó cắt mài các kiểu này. Con này thì mã là AG100A, hàng của Seikyo, công nghệ Nhật cho anh em luôn. Vòng tua là 11.000 vòng 1 phút, lưỡi là lưỡi 1 tấc, công suất là 950W anh em nhé. Một cái máy như thế này thì sẽ là một máy này, một cái dụng cụ để chắn lưỡi này, một tay mở lưỡi, một tay cầm phụ. Tay cầm phụ còn dập logo Seikyo này. Hàng công nghệ Nhật Bản mà giá thì quá là bèo bọt luôn. 480.000 cho em nhớ. 480.000 là anh em đã sở hữu con máy mài công tắc cò bóp hàng của Seikyo rồi. Quá là rẻ, bảo hành 6 tháng cho anh em nhà mình luôn. Đây, Seikyo này, nhìn này, hàng chắc chắn này, cực kỳ là ngon này. Model là AG100A các nhá, AG100A. Con công tắc cò bóp hay còn gọi là tay dài này. Tiếp lên cho em là cái con máy đầu kẹp, máy khoan điện đầu kẹp 13 ly hàng của Dicton. Thực sự ra này, anh em mà ít dùng, các bác không muốn dùng khoan pin thì các bác có thể dùng khoan điện cho em. Khoan điện của Dicton này, cái logo, cái tay cầm phụ của nó này cũng dập logo Dicton luôn. Thương hiệu Dicton này. Con này thì điều chỉnh tốc độ cực kỳ mượt. Bình thường một số con máy nó kém thì chỉnh tốc độ của nó rất là kém luôn. Cả đảo chiều cũng rất là ngon luôn. Hàng công ty chuẩn chỉ từng chi tiết rồi anh em nhé. Hàng công ty chuẩn chỉ từng chi tiết. Có chức năng khoan sắc, khoan gỗ, bán vít, bán tôn này. Và có chức năng búa để hỗ trợ anh em khoan tường luôn. Bảo hành 6 tháng cho anh em. Con này mã là DKID710B, công suất 710W, đầu kẹp 13 ly. Vòng tua từ 0 đến 2.800 vòng một phút cho em nhé. Con này phục vụ anh em bán vít, bán tôn, anh em gọi bao công trình chiến cho bác luôn. Logo Dicton dập nổi, bảo hành 6 tháng cho anh em này. Có đảo chiều và có gặt, đảo chiều và có cò điều tốc cho anh em này. Có, đặc biệt là Dicton thì máy nào nó cũng sẽ tặng cho các bác luôn là một cái đôi than như thế này. Máy nào cũng sẽ tặng một đôi than cho anh em nhớ. Con này thì bình thường anh em mua những con máy rẻ trên thị trường, máy gọi là hàng Trung Quốc ấy, cũng phải vào là khoảng 400-500 ngàn rồi. Ngày hôm nay hàng công ty bảo hành 6 tháng và giá có 580 ngàn cho anh em luôn. Đây, bảo hành 6 tháng này, cứ đo độ sâu như này này. Đấy, rất là ngon luôn. Rồi đặc biệt trong chương trình tháng 8 này, có chương trình sale sập sàn. Sale sập sàn cho anh em nhà mình luôn. Với mã máy khoan bê tông 3 chức năng, bảo hành 6 tháng cho anh em này. Bảo hành 6 tháng cho anh em nhé. Cái này thì đặc biệt đang có chương trình tặng anh em một cái cưa gập để các bác có đồ sử dụng. Cưa gập cho anh em này. Là hàng công ty bảo hành 6 tháng này, có tặng anh em luôn là 3 mũi khoan và 2 mũi đục cho anh em nhé. Đấy, có cả hộp đựng như thế này luôn mà giá thì quá là rẻ, quá là bèo luôn. Sale sập sàn rồi 900 ngàn, em miễn phí ship nhé. Đây, có chức năng khoan bê tông này, khoan có búa này và đục cho em này. Con này thì đây, tay cầm phụ của nó đây, dây rất là dài, dây dài khoảng tầm 4 mét thôi này.
Công suất của nó, mã máy là Hukan K90 này, công suất là 1020W. Vòng tua từ 0 đến 1100 vòng 1 phút và đầu là phi 26 cho em. Giá rẻ sập sàn, bình thường các bác mua những hàng gọi là hàng kém chất lượng, hàng nhái này cũng phải vào khoảng 600-700 ngàn đến 800 ngàn. Ngày hôm nay hàng công ty, hàng chính hãng, giá cho anh em 900 ngàn luôn, có tặng đầy đủ luôn. Đang có chương trình tặng cho các bác là một cái cưa gập cho anh em trong tháng 8 này. Tháng 8 kênh Cu Bồng TV bên em gọi là sale rẻ sập sàn, chương trình quà tặng hấp dẫn luôn. Đấy, 900 ngàn anh em đã sở hữu một con máy khoan bê tông, khoan 3 chức năng rồi, rất là ngon. Tiếp cho em là những cái bộ lam xích này, lam xích gắn máy mài, lam xích gắn máy mài lưỡi 12 inch anh em nhé. Các bác gắn vào những con máy mài để chuyển máy mài thành khoay phá gỗ này, cưa gỗ này. Đấy, có đầy đủ phụ kiện luôn, đầy đủ lam xích này. Lưỡi lam dài 34 cm, lưỡi lam dài 34 cm, giá 180 ngàn. Em bao phí ship cho anh em nhé, đầy đủ phụ kiện đồ nghề luôn, 180k, bao phí vận chuyển cho anh em này. Tiếp anh em lên cho em con dung lát nền. Con dung lát nền này, con này thì con dung lát nền ngày hôm nay giá sale rẻ luôn, giá sale rẻ cho anh em nhà mình luôn. Dung lát nền, con này thì có 2 cục pin 4 sao anh em nhé. Một sạc, một hộp đựng như thế này, anh em gắn vô pin cho em nhé. Hết pin thì các bác sạc rồi. Đây. Rất là ngon luôn, rất là ngon các bác nhé. Con này thì giá rẻ cho anh em luôn, mỗi là mỗi phi 120 này. Có điều chỉnh tốc độ anh em nhé, có điều chỉnh này, có điều chỉnh này, 1, 2, 4, 5 này. Giá tới tay các bác là 900 ngàn, 900 ngàn là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng cho em, đã có 2 cục pin 4 cell với 1 sạc luôn, hộp đựng như thế này. Anh em gọi làm xây dựng rất là cần thiết luôn. 900 ngàn bên em miễn phí vận chuyển, anh em nhận hàng được kiểm tra hàng trước thanh toán này. Tiếp đến cho em là những cái con máy laser, máy laser 12 tia, hàng của Akuza. Akuza là cái công ty nó khá là nổi tiếng về cái thương hiệu, về cái máy bắn cốt anh em nhé. Ngày hôm nay thì còn vài con nên em thanh lý hết cho bác luôn. Còn vài con thanh lý giá rẻ sập sàn. Akuza 12 tia như thế này, có cả kính đeo chống laser cho anh em này, phiếu bảo hành cho bác này. Có con này thì có 2 cục pin, 2 cục pin này và một cái đốc sạc. À, một cái đốc là các bác có thể gắn được cái pin tiểu vào đây này. Tia thì rất là rõ nét luôn anh em nhé, tia thì cực kỳ rõ nét luôn. Đầy đủ phụ kiện để anh em đây, để luôn này. Đặc biệt là có tặng cho anh em một cái gậy tripod luôn nhé các bác nhé. Có cả sạc này, rồi đầy đủ luôn anh em nhé. Giá tới đây các bác thanh lý nhé, thanh lý 1.150.000, bên em miễn phí vận chuyển. Còn đúng là 5 con thôi, 1.150.000. Bình thường con này không bao giờ có giá này đâu ạ. Bình thường không bao giờ có giá này đâu. Bèo bèo cũng phải là 1.250.000 đến 1.300.000. Ngày hôm nay thanh lý nốt nhá. Có 5 con em sẽ thanh lý nốt cho các bác luôn, 1.150. Miễn phí ship này, anh em mà đang cần thiết để đi làm công trình, chuyển luôn cho em. Mà dòng này là dòng rất là nổi tiếng về bắn cốt luôn nhá, rất là nhiều mã. Và giá thì sập sàn luôn rồi. Lên cho em cái con máy cưa gỗ này, máy cưa gỗ của Đích Tông, lưỡi là lưỡi 1 tấc 85, lưỡi 1 tấc 85 anh em nhé. Con này thì có thể cắt được góc nghiêng 45 độ. Đích Tông là hàng thương hiệu, hàng công ty và hàng chính hãng, giá thì em bao rẻ cho anh em luôn. Có tặng anh em một lưỡi cưa gỗ 1 tấc 85 này. Con này thì thông số kỹ thuật các bác cùng em xem nhé. Đích Tông là hàng công ty, hàng chính hãng, bảo hành 6 tháng rồi. Thông số là con này này, mã máy là DK185, công suất là 1.500W, vòng tua là 6.000 vòng 1 phút và lưỡi là lưỡi 1 tấc 85, cắm điện lưới 220. Anh em làm gỗ, cưa gỗ các kiểu này rất là tiện lợi luôn. Giá tới tay anh em là 850.000 anh em nhé, rất là bèo luôn. Đấy, rất là nhiều các mã sản phẩm gọi là sale rẻ sập sàn luôn rồi. Đây, cái sạc như thế này, sạc kim anh em gọi là sạc kim to này, sạc kim to, sạc kim 21V để anh em gắn vào những cái cục pin 15 cell hoặc 10 cell đều được này. Giá 80 ngàn cho em nhé các bác nhé.
Sale rẻ sập sàn luôn, chương trình tháng 8 nhà em thì gọi là sale hấp dẫn luôn các bác ạ. Đấy, thực sự là rất là rẻ luôn. Trong tháng 8 thì gọi là mua một thân máy bất kỳ cộng cục pin bất kỳ thì em có tặng cho anh em cái sạc thế này rồi nhá. Ngoài ra những máy móc phụ kiện giá cực kỳ là rẻ. Thì anh em nào mà có nhu cầu với sản phẩm nào có thể để lại cho em số điện thoại ngay tại video này, hoặc là anh em trực tiếp gọi cho bên em qua các đầu số em để trên màn hình nhá. Đó là 0929826628 này, hoặc 0982826628. Cửa hàng em ở tại Lý Nhân, Hà Nam. Anh em nào gần thì có thể qua trực tiếp. Đặc biệt là anh em không gọi được cho bên em thì các bác có thể nhắn tin Zalo hoặc nhắn tin tin nhắn thường, thì bên em sẽ có người gọi là check đơn cho anh em các bác nhé. Anh em quan tâm thì có thể đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật video clip mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.